Tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Thị Giang Hương bị lừa đảo, mới đây, ông Lê Thành Mỹ, bí thư huyện ủy Nhân Trạch cho biết, sau khi báo chí thông tin bà Nguyễn Thị Giang Hương bị lừa đảo hơn 100 tỷ đồng, huyện ủy đã báo cáo sơ bộ cho tỉnh ủy Đồng Nai. Theo ông Lê Thành Mỹ, đầu tuần tới huyện ủy sẽ yêu cầu bà Hương báo cáo diễn tiến toàn bộ sự việc bà bị lừa đảo ra sao. Một lãnh đạo Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai cho hay, báo chí thông tin số tiền của chủ tịch huyện bị lừa quá lớn nên Ủy ban kiểm tra sẽ lưu ý về việc kê khai tài sản của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch. Như đã thông tin, bà Nguyễn Thị Giang Hương đã bị nhóm lừa đảo dùng nhiều thủ đoạn, trong đó có công nghệ cao để lấy tiền của bà Hương từ nhiều tài khoản với số tiền hơn 100 tỷ đồng. Các nguồn tin cho hay, số tiền bà Hương bị lừa có thể chưa dừng ở con số hơn 100 tỷ đồng. Hiện công an vẫn đang điều tra các dòng tiền trong tài khoản cũng như việc kiểm soát nguồn tiền ở các ngân hàng mà bà Hương đứng tên. Nói về những trường hợp bị lừa như trên, một lãnh đạo cục công nghệ thông tin ngân hàng nhà nước cho hay, hình thức chiêu trò thủ đoạn của tội phạm công nghệ ngày càng tinh vi. Chúng mạo danh các cơ quan nhà nước như thuế, công an, rồi đưa ra các tình huống cập nhật, đồng bộ lại tài khoản định danh điện tử mức độ 2, quyết toán thuế, thậm chí còn nói liên quan đến đường dây mua bán ma túy, lừa đảo để thao túng tâm lý người dân. Sau đó, kẻ lừa đảo dụ người dân truy cập vào đường link mà chúng gửi hoặc cài đặt các ứng dụng. Đây là những phần mềm có chứa mã độc có thể chiếm được quyền kiểm soát di động đối với điện thoại có hệ điều hành Android. Lãnh đạo cục công nghệ thông tin giải thích, khi chiếm quyền kiểm soát điện thoại nghĩa là kẻ lừa đảo đã đọc được dữ liệu cá nhân, đọc tin nhắn chứa mã OTP, kiểm soát được ứng dụng tài khoản ngân hàng trên điện thoại của người dân. Chủ điện thoại không hề nhận được tin nhắn dù đang cầm điện thoại trên tay và khi vào được tài khoản ngân hàng của người khác, kẻ gian chuyển tiền chiếm đoạt tài sản. Trao đổi về việc có thể lấy lại tiền trong trường hợp bắt được thủ phạm hay không, nhiều vị lãnh đạo ngân hàng cho rằng tiền bị lừa đảo thường khó thu hồi ngay cả khi bắt được thủ phạm bởi khi lừa đảo tiền được kẻ xấu chuyển đi ngay qua nhiều tài khoản hoặc được rửa qua một hệ thống phức tạp bằng cách chuyển đổi thành thẻ cào tiền kỹ thuật số hoặc nạp vào các tài khoản cá độ chơi game bất hợp pháp do đó khách hàng rất khó có thể yêu cầu ngân hàng đền bù thiệt hại cho các giao dịch được xác thực bởi đầy đủ thông tin đăng nhập và mã otp xác thực và trên cùng thiết bị mà khách hàng đang sử dụng cho các giao dịch bình thường khác chính vì vậy hệ thống ngân hàng xác nhận đây là các giao dịch hợp lệ và đã thực hiện như các giao dịch khác do chủ tài khoản thực hiện đúng theo quy định cung cấp và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử giữa khách hàng và ngân hàng và lúc này ngân hàng chỉ có thể phối hợp với cơ quan phòng chống tội phạm công nghệ cao cơ quan công an và điều tra để hỗ trợ khách hàng trong việc cung cấp thông tin nhanh nhất và đầy đủ để cơ quan chức năng với đủ thẩm quyền và nguồn lực chuyên ngành nhằm thực hiện các công tác điều tra và xử lý Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa vừa có kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố 4 bị can trong vụ án sai phạm đất đai xảy ra tại phường Ninh Hải. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Trần Hải, 60 tuổi, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ninh Hải, tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, ông Trần Thanh Tùng 58 tuổi, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, tội lạm dụng trong khi thi hành công vụ. Ông Trịnh Thanh Bình 43 tuổi, nguyên công chức địa chính phường, bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Ông Hồ Nhật Trung 50 tuổi, nguyên nhân viên văn phòng đăng ký đất đai thị xã Ninh Hòa, tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo nội dung vụ án năm 2017, bà TTX đến gặp ông Trần Thanh Tùng tại Ủy ban Nhân dân phường Ninh Hải để nhờ hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thửa đất hơn 14.200m2 tại khu vực núi Bức Trong, đất do Ủy ban Nhân dân phường Ninh Hải quản lý. Ông Tùng đã gọi công chức địa chính Trịnh Thanh Bình qua phòng làm việc để hướng dẫn cho bà X đăng ký, kê khai và xác lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận ông phó chủ tịch phường cũng tự tay ký xác nhận phiếu yêu cầu dịch vụ đo vẽ cho bà x sau đó bà x đã dẫn ông tùng bình và cán bộ đo đạc thuộc văn phòng đăng ký đất đai thị xã ninh hòa đến khu đất để thực hiện việc đo vẽ tuy nhiên bà x đã lớn tuổi không thể leo địa hình đồi núi nên đứng dưới đường trong quá trình này ông tùng là người trực tiếp chỉ danh giới thửa đất mặc dù không thuộc thành phần tham gia đo đạc sau khi đo đạc xong văn phòng đăng ký đất đai thị xã ninh hòa đã xuất bản sơ đồ thửa đất ông tùng đã chỉ đạo ông bình liên hệ lấy bản vẽ về đưa cho mình Quá trình xác lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận, ông Bình không tổ chức lấy ý kiến khu dân cư để xác định nguồn gốc đất mà soạn sẵn nội dung rồi đưa cho ông Tùng. Ông Bình cũng là người nhận giấy chứng nhận thừa đất từ văn phòng đăng ký đất đai thị xã Ninh Hòa về đưa cho phó chủ tịch phường thay vì đưa cho chủ đất là bà X. Vài ngày sau, ông Tùng tiếp tục chỉ đạo ông Bình làm đơn tách thửa đất trên thành hai thửa có diện tích 7.000m2 và 7.200m2 Tiếp đó, ông Tùng chỉ đạo ông Bình soạn hợp đồng chuyển nhượng thừa đất 7.200m2 giữa bà X và ông T, con trai ông Tùng. Để hoàn thành hợp đồng chuyển nhượng, ông Tùng đã nhờ cán bộ tư pháp phường Ninh Hải làm lời làm chứng trong hợp đồng. Đồng thời, ông Tùng cũng nhờ ông Bình soạn hợp đồng chuyển nhượng thừa đất trên với giá 10 triệu đồng để giảm thuế và lệ phí. Sau đó, ông Tùng ký chứng thực hợp đồng chuyển nhượng dù ông không được phân công phụ trách lĩnh vực đất đai và ký chứng thực. Theo kết luận điều tra, toàn bộ quá trình thực hiện từ cấp giấy chứng nhận lần đầu cho đến tách thửa chuyển nhượng, ông Bình chỉ làm việc với phó chủ tịch phường, việc bà X có ký vào các giấy tờ trên hay không, công chức địa chính này không biết. Đồng thời gia đình bà X cũng khẳng định không chuyển nhượng đất cho con trai ông Tùng, sau đó con trai ông đã chuyển nhượng cho người khác. Cơ quan điều tra xác định ông Tùng vì động cơ cá nhân đã vượt quá quyền hạn của mình, làm trái công vụ, đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 455 triệu đồng. Ông Trịnh Thanh Bình đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được phân công làm trái công vụ thông qua sự chỉ đạo của ông Tùng. Công chức này đã lập hồ sơ tham mưu đề nghị cấp giấy chứng nhận đất không đúng quy trình thủ tục, đối tượng gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước. Ông Trần Hải với tư cách chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đã buông lỏng quản lý, không kiểm tra đôn đốc và giám sát việc xác định nguồn gốc thửa đất. Ông Hồ Nhật Trung khi được phân công thụ lý hồ sơ trên đã không kiểm tra thực địa, đã xác định đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận là không đúng quy định pháp luật. Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân về cái chết của một người đàn ông khi làm việc với Công an huyện Long Thành. Theo thông tin ban đầu, ngày 22 tháng 3, anh Vũ Minh Đức, 31 tuổi, tạm trú, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, đến Công an huyện Long Thành làm việc, theo giấy triệu tập vì có liên quan đến một sự việc gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện. Người nhà của anh Đức cho biết, anh này có làm việc với cán bộ công an đội hình sự Công an huyện Long Thành. Đến chiều cùng ngày, Người thân anh Đức từ phường Tam Phước đến công an huyện Long Thành để đón anh này về. Đến trụ sở công an huyện Long Thành, khoảng 15 giờ 15 phút thì nhận được điện thoại của một cán bộ công an gọi điện báo vợ anh Đức vào trụ sở ký một tờ giấy liên quan đến bệnh lý anh ấy. Lúc này, vợ anh Đức trình bày với công an là chồng không có bệnh lý mà thời gian này chỉ hay bị mất ngủ. Sau khi ký giấy bệnh lý thì người vợ có hỏi về tình trạng của chồng thì được công an trả lời đang đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Long Thành vì trong lúc đang điều tra thì anh này bị ngất. Một lúc sau thì công an thông báo người nhà anh Đức đang chuyển lên bệnh viện chờ rẫy rồi. Em trai anh Đức kể lại. Những người thân anh Đức lên bệnh viện chờ rẫy chờ bên ngoài đến gần 22 giờ cùng ngày, gia đình nhận được thông tin anh này đã tử vong. Tuy nhiên, đến nay việc anh Đức tử vong chính xác vào thời điểm nào, vì sao tử vong thì gia đình không hề biết. Đến nay công an huyện Long Thành cũng chưa gặp gia đình. Em trai của nạn nhân nói thêm, sau khi nạn nhân tử vong gia đình đề nghị viện pháp y quốc gia phối hợp với công an tỉnh đồng nai công an huyện long thành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong theo người thân của nạn nhân sơ bộ nhìn bên ngoài nhận thấy rõ thi thể của anh đức có nhiều vết bầm tím khu vực ngực hai bên đùi bị tím đen để nắm rõ thông tin cụ thể phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo công an huyện long thành nhưng chưa nhận được phản hồi